Nga xin kính chào tất cả quý vị. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã chọn kênh YouTube Nga Võ để theo dõi những tin tức thời sự cũng như những tin tức về nhà cửa, việc làm và những lợi ích tại Mỹ. Trong cái video hôm nay, Nga kính xin gửi đến quý vị cái thông tin đặc biệt. Có gan thì làm giàu, ông bà ta thường nói. Và trong trường hợp này, nếu như mà quý vị nào không có gan thì gửi tiền ở tiết kiệm ngân hàng. Đây là cũng là một cái video, cũng là câu trả lời Nga xin chia sẻ đến. Có một vị khán giả đã để lại hỏi câu hỏi rằng gửi tiền, chị muốn gửi tiền vào trong ngân hàng thì gửi vào trong cái chương mục nào để mà lấy lãi hàng tháng. Nga xin chia sẻ trong cái phần này 6 cách để mà gửi tiền tiết kiệm vào trong ngân hàng. Nói đến cái việc mà để mà sanh lời đó quý vị, có tiền mà sanh lời thì nhiều quý vị á là có gan là làm giàu nè. Đầu tư hoặc là bên Việt Nam thì hay mua vàng, mua cổ phiếu, thị trường lên xuống có thể là khi là mất nhiều, có khi là lời nhiều. Cho nên á, nhiều người là lo lắng, không có gan thì người ta là bỏ tiền vào trong ngân hàng. Thì bây giờ là Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Trước khi mà quý vị bỏ tiền vào trong ngân hàng thì quý vị là có cái tài khoản với một cái ngân hàng nào đó. Và trước khi mà bỏ vào thì quý vị đặt ra những cái câu hỏi như thế này: tài khoản này là có được thiết kế cho bất kỳ có mục đích hoặc là có mục tiêu cụ thể nào không? Tài khoản này là kiếm được bao nhiêu tiền lãi? Có cái yêu cầu là ký cái quỹ tối thiểu hoặc là yêu cầu có số dư tối thiểu để mà đáp ứng không? Ngân hàng có thu bất kỳ cái khoản phí nào đối với cái loại mà tài khoản là tiết kiệm này không? Và có bất kỳ cái lợi ích hoặc là cái lợi ích thuế nào liên quan đến cái tài khoản tiết kiệm này không? Làm thế nào để mà truy cập vào cái tài khoản? Và quý vị là có phải là trả bất kỳ cái hình phạt nào khi mà rút tiền từ cái tài khoản không? Đây là những cái câu hỏi mà quý vị thường thường là quý vị trước khi quý vị mở cái tài khoản thì quý vị nói chuyện với người ngân hàng. Dạ bây giờ Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga trên cái màn hình 6 cách gửi tiền tiết kiệm và sau đó đó là quý vị rút ra được cái cách nào là tốt nhất cho quý vị. Và Nga cũng chia sẻ ra một trong vài cách mà nó quen thuộc mà tùy theo cái trường hợp của quý vị, cái nhu cầu của quý vị. Cái cách đầu tiên đó là traditional or regular savings account, tất nhiên là cái tài khoản tiết kiệm truyền thống hoặc là thông thường, phù hợp với những ai, những người mà cần tiền tiết kiệm là trong cái thời hạn là ngắn hạn hoặc là dài hạn và không quan tâm đến cái việc là nhận được cái lãi suất tốt nhất. Và trong cái phần này á, cái trả cái lãi suất thấp hơn so với cái tài khoản tiết kiệm khác. Và cái tài khoản tiết kiệm này á, có chỗ ngân hàng á, là người ta quy định là giới hạn là 6 lần là rút tiền ra mà không có bị phạt. Nhưng mà sau năm 2020 á, thì đã ra một cái quyết định là loại bỏ cái giới hạn là 6 lần rút tiền. Nhưng mà mặc dù như vậy là ngân hàng của quý vị vẫn có quyền là tính cái phí vượt quá hạn hàng tháng mà nếu như mà quý vị rút tiền ra ha. Trong cái màn hình quý vị thấy là trên cái phần này là pros and cons. Pros chính nghĩa là ưu điểm và cons là nhược điểm. Như vậy là trong cái phần này, ưu điểm là quý vị mở cái khoản tiết kiệm thông thường tại một cái chi nhánh thường là dễ dàng và một số các ngân hàng là cho phép quý vị là làm cái điều đó là trực tuyến. Quý vị có thể là kiếm được tiền lãi từ cái khoản tiết kiệm của mình để tăng cái số tiền của mình lên. Quý vị là có thể là đến cái chi nhánh nếu như mà quý vị cần giúp đỡ hoặc là muốn gửi tiền mặt. Về cái nhược điểm á, cái lãi suất thường là thấp so với cái hình thức là gửi tiết kiệm khác. Cái cách thứ hai là cái tài khoản tiết kiệm là cái năng suất cao. Trong đây á, là đối với những người nào phù hợp với những người là muốn là kiếm được cái tỷ lệ tiết kiệm cạnh tranh hơn trong khi mà giảm cái phí cao. Và các cái tài khoản này á, là thường được là tìm thấy tại các cái ngân hàng trực tuyến như quý vị, là những cái tài khoản tiết kiệm là cung cấp cái dạng là APY cao hơn so với cái tài khoản tiết kiệm thông thường. Ưu điểm và nhược điểm. Ưu điểm là quý vị có thể là kiếm được cái mức lãi suất cao hơn nhiều so với các cái tài khoản tiết kiệm truyền thống. Các cái ngân hàng trực tuyến thường là có yêu cầu ký cái quỹ tối thiểu thấp hơn để mà mở tài khoản. Là quý vị có là khả năng là bị tính phí hàng tháng tại các ngân hàng trực tuyến.
về cái nhược điểm á, là không có quyền truy cập vào ngân hàng chi nhánh. Có nghĩa là quý vị không thể là gửi tiền mặt trực tiếp vào cái tài khoản của mình tại cái chi nhánh. Quá trình chuyển tiền á, là giữa cái tài khoản tiết kiệm trực tuyến và tài khoản tại ngân hàng khác là có thể là mất và là đến vài ngày. Là quý vị là có thể hoặc là không có quyền truy cập tiền qua cái ATM, tùy thuộc vào trong cái ngân hàng. Cách thứ ba đó là Money Market Account, tức như là tài khoản thị trường tiền tệ, phù hợp đối với những ai? Những người là muốn kiếm cái lãi là từ cái tiền tiết kiệm trong khi có nhiều cái lựa chọn hơn để mà truy cập tiền của quý vị. Các cái tài khoản này có thể được gọi là cái tài khoản tiết kiệm thị trường tiền tệ, là cho phép quý vị là kiếm lãi từ cái khoản tiết kiệm của mình. Cái tỷ giá thường là tốt hơn so với cái tài khoản tiết kiệm thông thường, và một số cung cấp cái tỷ lệ tương tự như là cái tài khoản tiết kiệm là năng suất cao, tất nhiên là cái tài khoản là thứ hai. Về ký pros and cons, tất nhiên là ưu điểm và nhược điểm. Thứ nhất là ưu điểm á, tài khoản thị trường này là tiền tệ có thể là cung cấp cái tỷ giá tốt hơn các cái loại là tài khoản tiết kiệm ngân hàng khác. Quý vị có thể là mở cái tài khoản thị trường là tiền tệ tại các cái ngân hàng truyền thống hoặc là ngân hàng trực tuyến, là quý vị có thể là tới cái ngân hàng mình để hỏi cái điều này. Và cái nhược điểm là gì? Cái nhược điểm á, là có thể là yêu cầu một cái khoản tiền gửi là tối thiểu cao hơn để mà mở cái tài khoản là thị trường tiền tệ. Và các cái ngân hàng có thể là tính phí hàng tháng cho các cái tài khoản thị trường tiền tệ này. Cái cách thứ tư đó là CD account. CD chắc nhiên là viết tắt của là certificate các quý vị ha. Và cái phần này Nga xin được chia sẻ kỹ hơn một chút, chi tiết hơn một chút, vì đây là một cái trường hợp khá phổ biến, nhưng mà nó tùy thuộc vào cái nhu cầu của quý vị. Trong cái trường hợp này á, thì là phù hợp đối với những ai? Những người là muốn kiếm được cái mức giá cạnh tranh, tất nhiên là tốt hơn, và không cần truy cập ngay vào cái tiền tiết kiệm của mình. Tất nhiên là quý vị gửi vào, có thể là quý vị gửi là 12 tháng nè, là 3 năm hoặc là 5 năm, tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Và nếu như mà quý vị chưa có cần cái khoản tiền đó thì quý vị có thể là được quý vị muốn gửi vào là 5 năm, 3 năm, nó lâu hơn, để mà quý vị có được cái tiền interest, chứ nhìn là cái tiền lãi á, nó cao hơn, tùy vào quý vị. Nếu như mà quý vị không có cần cái tiền đó trong một khoảng thời gian dài thì quý vị là chọn lựa là những cái năm, ví dụ như 3 năm hoặc 5 năm. Và phù hợp với những người là muốn làm cạnh tranh cái mức lãi suất thì Nga vừa chia sẻ đó ha. Và cái chứng chỉ tiền gửi này á, là gửi có kỳ hạn, nghĩa là quý vị đồng ý để mà tiền của mình trong cái tài khoản trong một cái khoảng thời gian nhất định, như là 12 tháng, 3 năm hoặc là 5 năm. Dạ, trong cái phần CD này đó quý vị, nhiều người là không có muốn mua chứng khoán, sợ là bị lên xuống bất thường, lo âu, và người ta muốn là giống như là chậm mà chắc, hoặc là người ta muốn là ăn chắc mặt bền chẳng hạn. Dạ, thì trong cái phần này á, người ta không có muốn mạo hiểm, tất nhiên á, là gọi là không có gan làm giàu á, thì người ta gửi trong, thường thường người ta gửi trong cái tài khoản CD này. Trong cái thời gian á, mà quý vị gửi á, thì tiền của quý vị là sẽ kiếm được cái tiền lãi, và cái CD là đáo hạn á, và quý vị thường là có thể là rút tiền tiết kiệm của mình hoặc là chuyển nó vào trong cái CD mới. Điều đó là làm cho các cái tài khoản này là khác biệt với các cái loại tài khoản là tiết kiệm khác, vì là cái yếu tố thời gian. Quý vị là có thể tìm thấy cái tài khoản CD tại các cái ngân hàng là truyền thống hoặc là cái ngân hàng trực tuyến. Giữa cả hai, các ngân hàng trực tuyến là có xu hướng là cung cấp là cái lãi suất tốt hơn. Các cái kỳ hạn CD thường là dao động từ ngắn hạn là ít nhất là 30 ngày nè, dài nhất là 60 tháng. Với các cái kỳ hạn dài hơn thường là có cái lãi suất cao hơn. Mặc dù là không phải lúc nào là cũng vậy, đặc biệt là trong cái môi trường là nhất là trong cái thời đại dịch. Và cái CD á, là tốt nhất cho cái số tiền mà quý vị biết rằng là quý vị không cần ngay lập tức. Là giống như Nga vừa chia sẻ là quý vị nghĩ rằng là quý vị chưa có cần khoản tiền này trong một khoảng thời gian dài. Vì là các ngân hàng là có thể là tính cái tiền phạt nếu như mà quý vị rút tiền sớm ra. Cho nên là quý vị lưu ý cái điều này. Tạo nhiều cái CD với các cái ngày đáo hạn khác nhau có thể là giúp là quý vị giải quyết được cái vấn đề. Điều đó có nghĩa rằng nếu như mà quý vị có một cái khoản tiền quý vị muốn chia ra, quý vị muốn là
Cái này là gửi 12 tháng và có một số là gửi 3 năm, một số là gửi 5 năm. Và về cái pro and cons, tức nghĩa là ưu điểm và nhược điểm là gì? Ưu điểm á, là CD á, là có thể là cung cấp cái lãi suất trên cái mức trung bình cho những người gửi tiết kiệm theo đuổi các mục tiêu ngắn hạn hoặc là dài hạn. Thường là không có cái phí duy trì hàng tháng liên quan đến cái tài khoản CD. Và cái CD tại ngân hàng trực tuyến là có thể đưa ra cái yêu cầu là ký cái quỹ là ban đầu thấp hơn. Về nhược điểm của CD là rút tiền CD trước cái ngày đáo hạn là quý vị có thể là bị phạt khi mà rút tiền ha, cho nên quý vị lưu ý cái điều đó. Cho nên là quý vị quyết định là quý vị nên gửi ở 12 tháng hay là 3 năm hay là 5 năm. Nếu như mà gửi 3 năm, 5 năm thì tất nhiên là cái lãi suất nó cao hơn, 12 tháng thì cái lãi suất nó lại thấp hơn. Và CD tại các cái ngân hàng truyền thống là có cái xu hướng là cung cấp cái lãi suất là thấp hơn so với cái ngân hàng trực tuyến. Và cái việc là chuyển cái khoản tiết kiệm của quý vị vào CD á, dài hạn khiến cái việc là đầu tư các cái đợt là lãi suất là trong tương lai trở nên khó khăn hơn. Điều này có nghĩa rằng là ví dụ như là quý vị bỏ vào CD và trong cái khoảng thời gian 3 năm và trong cái khoảng thời gian chưa có tới 3 năm đó, quý vị thấy có những cái là cái khoản là đầu tư khác nó tốt hơn nhưng mà tiền nó bị là ở trong cái tài khoản CD. Cho nên quý vị không có thể rút ra thì bị phạt. Cho nên nó là ý nói rằng là nếu như mà tiền gửi vào trong cái đó quý vị muốn cái đầu tư cái khác thì nó lại quý vị không có thể là rút ra được. Nếu như rút ra được thì bị phạt. Và nếu như mà quý vị đã có cái tài khoản tại ngân hàng rồi thì quý vị cứ việc tới ngân hàng để mà quý vị trình bày với người ta. Quý vị có thể là nói hỏi có những cái chương trình gì và quý vị có thể là yêu cầu người ta giải thích chi tiết hơn nếu như mà quý vị thích cái chương trình là CD account này. Và cái cách thứ năm đó là cash management account, nhưng là tài khoản quản lý tiền mặt tốt cho những ai? Cho những người muốn giữ cái tiền mặt để mà đầu tư vào cái tài khoản môi giới hoặc là cái tài khoản là về hưu của họ. Cái tài khoản quản lý tiền mặt này khác với cái tài khoản là tiết kiệm khác vì là chúng không được là thiết kế đặc biệt để mà tiết kiệm. Thay vào đó, những cái tài khoản này là cho phép quý vị là giữ cái tiền mặt mà quý vị có thể là dự định đầu tư vào cái tài khoản môi giới chịu thuế hoặc hưu trí, nghỉ hưu chẳng hạn. Cái nếu như mà quý vị không có rành phần này là quý vị là không có thể là không có chọn cái lựa chọn này, nhưng mà nếu như mà quý vị có được cái người mà chỉ cho quý vị cặn kẽ thì quý vị có thể là xem xét cái phần này. Và về cái ưu điểm á, thì đây là một cách thuận tiện để mà kiếm cái lãi trên cái số tiền mà quý vị là dự định để mà đầu tư. Và về cái nhược điểm á, thì các cái tài khoản tiết kiệm có cái lợi suất cao có thể là cung cấp cái lãi suất tốt hơn cho cái số tiền là quý vị đang tiết kiệm. Vì là chúng gắn liền với cái tài khoản môi giới trực tuyến là quý vị có thể là không có quyền truy cập vào cái ngân hàng chi nhánh. Và cái cách thứ sáu về cái saving account đó là cái tài khoản tiết kiệm đặc biệt phù hợp đối với những ai? Những người là muốn có cái tài khoản phù hợp với các cái mục tiêu tiết kiệm cụ thể, là các cái tài khoản tiết kiệm đặc biệt là có thể thiết kế là giúp cho quý vị đạt được cái mục tiêu tiết kiệm cụ thể thay vì là để kiếm tiền mà quý vị không có cái kế hoạch là chi tiêu nào. Nhiều cái loại là tài khoản tiết kiệm dành là cho trẻ em thành niên hoặc là cái khoản tiết kiệm là lập cho là về tài khoản tiết kiệm cho trẻ em, là tài khoản tiết kiệm là lưu ký, tất nhiên là liên quan đến tòa án chẳng hạn, hoặc là cái tài khoản tiết kiệm dành cho sinh viên đi học, cho nên là tùy theo cái nhu cầu của quý vị. Và cái ưu điểm trong cái phần này á là quý vị là có thể là giúp quý vị tiết kiệm tiền cho nhiều cái mục tiêu tài chính cụ thể, là quý vị có thể là trả cái phí là duy trì hàng tháng thấp hoặc là không tính phí, tùy thuộc vào cái tài khoản của quý vị. Và trong cái phần này đó quý vị, cái nhược điểm là một số cái tài khoản đặc biệt này á, là chẳng hạn như là những cái tài khoản như là IRA hoặc là SSA, là các cái có những cái quy định nghiêm ngặt về thuế đối với cái việc rút tiền thẳng chẳng hạn. Và một điều nữa là cái lãi suất mà quý vị kiếm được á, trong cái tài khoản tiết kiệm này á, dành cho trẻ em nè, tài khoản sinh viên là có thể là thấp hơn so với là các khoản là tiết kiệm khác mà Nga vừa liệt kê ra. Và đó là 6 cái cách mà nếu như á, quý vị không có gan
đi đầu tư thì quý vị là gửi tiền tiết kiệm vào trong ngân hàng, thường thường á, tùy theo quý vị, có lúc mà gửi trong ngân hàng á, là có lúc là có cái lãi suất là được cao, có lúc là cái lãi suất thấp, nhưng mà nếu như mà quý vị chọn cái CD á, mà để dài hạn hơn á, thì có thể là được cái lãi suất cao hơn một chút. Dạ, như vậy thì trong cái 6 cách đó là quý vị đã chọn được cái cách nào cho mình chưa? Và nếu như mà quý vị có bất kỳ cái chia sẻ nào thì Nga kính mời quý vị để lại cái lời chia sẻ dưới cái phần video, hoặc là nếu như mà quý vị có bất kỳ cái câu hỏi nào, Nga cũng kính mời quý vị chia sẻ lại và Nga sẽ trả lời trong cái vòng hiểu biết của mình. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút subscribe, đăng ký, nhấn like, nhấn share. Nga xin chân thành tri ân quý vị rất là nhiều. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.